đành ngàn tháng đủ qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa mùa thu gió heo mây giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ lòng người thâm độc hiểm sâu hơi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình còn lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu hơi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình em có đi cùng anh thì cũng đâu có giúp gì được cho anh đâu, có khi sẽ là cục nợ cho anh nữa đó. Rất là đơn giản, em dễ làm Thu Hà thôi. Cái gì? Sao phải giả làm Thu Hà? Gì á? Cái tấm bản đồ này là của thằng Thiên Lộc. Trời ơi, anh đã cướp của Thiên Lộc đó hả? Nói nhỏ thôi, đang bị theo dõi đó. Nhưng mà sao anh nhắm cướp của Thiên Lộc? Không phải là gia đình của anh với Thiên Lộc rất thân với nhau hay sao? Ba anh với ba nó cùng tìm ra được tấm bản đồ, chẳng có lý do nào tấm bản đồ lại thuộc về một mình Thiên Lộc hết á. Công bằng ở đâu? Vậy giờ anh tính sao? Bây giờ cần phải dò hỏi con Hà coi thằng Lộc có định lên rừng hay là không. Mình phải đi trước một bước mới được. Sao phải làm như vậy? Là gì á, trong thư ông Tuấn Anh để lại cho thằng Lộc có nói là nếu như ông không về á thì lên rừng gặp Camry. Camry? Mà Camry là ai vậy anh? À, Camry á hả? À, thôi để về hỏi ba. Ủa, mà tại sao em cười? Là vì anh nghĩ ra đủ trò, cuối cùng hóa ra là công cốc. Sao lại công cốc? Ba anh không phải là bị... À không, ý của em là ba của anh á có tỉnh táo đâu mà anh hỏi. Như vậy thì làm sao biết Camry là ai? Cái chuyện đó để anh lo. Bây giờ làm sao á em tiếp cận được Thu Hà để dò hỏi thông tin thằng Lộc. Ok. Nhưng mà Thu Hà là em gái của anh, sao anh không tự hỏi sẽ hay hơn?
nó không có tin anh lắm, vậy nên anh mới nhờ tới em. Em biết không, em là phụ nữ dỗ ngon dỗ ngọt, trò chuyện tình cảm với nó. Ok, nhưng anh phải làm cậu nói để em kết bạn với Thu Hà. Ừ, coi như chị dâu làm quen trước anh chồng. Em đó tính gì xa xôi, đi trước người ta cả hàng chục năm mà. Bộ anh quen em để đi chơi thôi sao? Nèo em cho móc mèo, không chồng không vợ gì hết sao? Làm anh bất ngờ quá à. Không biết là trước mặt của anh em có phải là Bạch Tuyết hiện đại sành điệu hay không nữa. Thôi được rồi, vụ này có bộ cũng hấp dẫn à nghe. Nhưng mà ghê quá à. Em đừng có lo cái chuyện đó. Em nhớ nguyên võ đường từ quyền đạo không? Lúc nào cũng theo sát bảo vệ anh với em hết. Nghe em hỏi nè, nếu như tìm được vàng, anh sẽ cho em bao nhiêu? Em đừng hỏi cho em bao nhiêu, cái thân thể của anh hiến cho em hết, nó chi vàng. Anh giỡn hoài. Còn cái cô Kim Hằng của anh thì sao? Trời ơi, anh với Kim Hằng có gì đâu. Anh đừng có lừa dối em, đừng có chơi trò bắt cá hai tay. Anh yêu cổ, còn lại tính chuyện này chuyện kia với em nữa là sao? Nè, em không biết gì hết trơn á. Anh đây á chỉ là lợi dụng Kim Hằng thôi. Chẳng qua là gì, anh tiếp cận cái kho báu kìa. Tuyết à, em biết không, anh nè, trong lòng của anh chỉ có mình em thôi à. Anh thề là sẽ không có ai khác. Thiệt không? Anh thề đó. Mình có nên mạo hiểm dính vào anh ta hay không? Nhưng nếu không, làm sao tìm ra được sự thật? Xin lỗi Kim Hằng, sau này bà sẽ hiểu những gì mình làm hôm nay. Ai đang quản cái điện thoại cái nha. Ừ. Alo. Alo, Mạnh Cường hả? Ông là ai vậy? Trời ơi, chú Khanh nè. Chú Khanh nào? Ủa, có phải Mạnh Cường không? Tôi đây, Mạnh Cường đây. Mà ông là ai? Trời ơi, chú Khanh đây mà. Ủa, Khanh nào vậy trời? Tôi có biết Khanh nào đâu. Con đưa cho chú 20 triệu để chú dẫn cô Diễm đi du lịch đó. Khi nào về á thì con trả thù lao cho chú. Mày điên hả? Mẹ. Mẹ nữa. Quá ra là như vậy. Đồ tôi. Tôi tưởng anh đã thay đổi, ai dè anh vẫn như vậy. Cô nói ai tội? Tôi nói anh tội đó. Tôi nói cho cô biết, cô nên biến đi. Từ đây về sau đường ai nấy đi. Tôi với cô hết duyên hết nợ. Ha, hay nói chính xác hơn á, cô chẳng còn gì để tôi lợi dụng. Mà chưa hết đâu, tôi đã dọn đồ xong rồi. Và cô cũng nên dọn đồ đi đi. Nếu không á, thì một hồi chủ nhà tới tống cổ cô ra đường đó. Nhưng mà trước khi đi du lịch với cô á, tôi đã trả nhà cách đây mấy ngày rồi. Cuối cùng
thì anh đã lòi cái đuôi ra rồi. Đã rõ bộ mặt của anh rồi ha. Thì ra anh dụ tôi đi du lịch là vì cái chuyện này sao? Được rồi, khi nào thì trả nhà? Ngay ngày hôm nay. Đồ đạc của cô, tôi nói cho cô biết, đồ đạc của tôi cũng chuẩn bị xong rồi, và tôi sẽ dời đi nơi khác ở. Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết trước ngày ngày chứ, để tôi còn đi tìm chỗ khác nữa. Tôi không cần biết. Tôi với cô và Nhân Ngải non vợ chồng, không có ràng buộc về mặt pháp lý nào hết. Do đó, thích sống với nhau thì sống, còn không hợp thì chia tay. Đó là cái chuyện bình thường mà, đúng không? Có gì đâu mà nhìn dữ vậy. Tôi nói sai à? Đồ khốn nạn. Tôi đánh anh chỉ giơ tay. Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi là thằng khờ. Cô sống với tôi mà đầu óc luôn nghĩ về thằng khác. Ai mới là đồ tội hả? Đầu tôi muốn nghĩ tới ai là quyền của tôi. Anh đó, tự hỏi lại bản thân của mình đi. Tư cách của anh như thế nào mà khiến tôi từ chỗ yêu thương anh hết mực, thậm chí thần tượng anh nữa, mà chuyển thành bây giờ tôi thật là khinh bỉ anh. Cô, đánh đi, đánh đi. Đồ hèn hả? Đồ đàn ông mà rút vô váy đàn bà để sống, không biết nhục hả? Cô cầm ngay cái thái độ đó nha. Nha. Đây là giấy tờ hợp đồng trà đã hoàn tất. Cô nên dọn đồ và biến ngay khỏi đây đi. Tôi đợi chủ nhà về, tôi sẽ đề nghị họ cho tôi mướn thêm một thời gian ngắn nữa. Anh có giỏi thì anh biến đi. Biến đi. Không còn thời gian đâu em. Anh đã thông báo với chủ nhà trước cách đây mấy ngày rồi, và người ta đã cho người khác thuê rồi. Hôm nay người ta sẽ đem đồ đạc tới. Chỉ còn một chút nữa thôi là họ sẽ dọn đồ đạc ra đây ở. Cô nên đi cho lẹ đi, nếu không thì bị đuổi nhục lắm. Dù gì á, anh cũng là người có một chút học thức. Nhưng tôi không ngờ anh hèn hạ đến mức tôi không thể nào tưởng tượng được. Cảm ơn em đã cho anh một thời gian để biết thế nào là yêu thương, và cảm ơn em đã quá khen anh. Bây giờ tôi đi đây, cô cũng nên tranh thủ đi, nếu không thì chủ nhà đuổi đó. Biến đi, đồ khốn nạn. Biến đi, biến đi. Đồ tội, đồ khốn nạn. Biến đi. Biến đi. Bản đồ đã lọt vào tay Mạnh Cường, bây giờ phải biết tính làm sao đây. Con cũng không ngờ là Mạnh Cường lại trắng trợn sai tên Lâm đi cướp bản đồ từ tay Thiên Lộc như vậy. Con đã quá chủ quan đi. Con xin lỗi ba. Thôi, cũng không sao. Cho dù Mạnh Cường có lấy được bản đồ thì hắn cũng không bao giờ tìm được kho báu.
Vấn đề bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào để đối phó với cha con Mạnh Cường đây? Ba thì ba sợ một mình con không đủ sức đối phó với cha con họ. Con có cách rồi ba. Cách gì? Chú Tuấn Anh. Tuấn Anh? Ừ. Xin lỗi anh, tại em bận chút việc. Ủa, em tới rồi, ngồi đi. Bộ anh rảnh lắm hay sao mà gọi em ra đây? Không rảnh, nhưng mà không thể không gặp em. Anh thành người Sài Gòn luôn rồi ta. Điệu nghệ ga lăng với phụ nữ ghê nha. Ngày càng tiến bộ đó. Ủa, Tuyết chưa gọi mà. À, anh biết rồi, nhưng mà Tuyết trở thành khách ruột của quán này trong bao lâu? Nói chung là lâu. Nè, em nghe nói người Chăm ít khi nào kết hôn với người Kinh lắm, đúng không? Ít, chứ không phải là không có. Nó cũng tùy vào duyên thôi mà. Em thấy nhiều cô gái Chăm có đôi mắt cực kỳ đẹp, so với họ thì em thua xa. Anh có thấy như vậy không? Em nói không sai. Nhưng trong tình yêu thì không thể phân tích giữa mắt, mũi và miệng rồi tổng hợp lại được đâu. Hai chữ tình yêu anh nhắc đến hơi sớm đó nghe. Sao? Chuyện gì? Tuyết, anh muốn là em sắp xếp thời gian để về quê anh chơi một chuyến. Nhà anh ở ngay trung tâm huyện Phú Núi, hay là phải vô túc dùng sâu? Vô sâu á thì có cái thú vị riêng của nó, phải đi thì mới biết. Nhưng ngay ở huyện thì anh có người quen làm cán bộ ở đó. Khi nào em đến đó hoặc là có bị lỡ đường thì em cứ hỏi. Đúng rồi, anh Châu Sơn. Là anh Châu Sơn ở phòng lâm nghiệp thì ở đó ai cũng biết. Em không cần phải e dè hoặc lo lắng gì hết. Em không mong ngày nào đó em bị lỡ đường, chắc chết mất. Đi đâu á thì phải... thì phải có người làm hướng dẫn viên cho em, có đúng không? Anh xin đăng ký làm tình nguyện viên thường trực cho em. Anh này. Tuyết nè, đây chính là răng nanh heo rừng anh tặng em để bảo vệ tính mạng em và sức khỏe. Trời ơi, đẹp quá. Bây giờ nhiều người thích đeo trang sức như vậy nè. Càng quan giả càng mốt. Anh đó cũng sành điệu ghê nha. Anh nghĩ sao á thì làm vậy. Anh muốn đem lại niềm vui cho em, dù là nhỏ nhoi. Thấy em vui là anh vui rồi. Anh ơi, có gì không anh? Anh cho em hỏi cái chú mà hôm bữa nhà ở chỗ nào vậy anh? Chú nào anh? Ở đây nhiều chú quá, không biết chú nào hết. Dạ, cái chú mà hôm bữa anh nói là bán vé số về chạy xe ôm á. À, chú Cầm chứ gì? Dạ, đúng rồi anh. À, ông ở ngay ngã ba gần đây nè. À, anh đi lại đó chút xíu, hỏi người ta là
Chú cầm lại là người ta chỉ cho. Mà anh gặp ổng có chuyện gì không vậy? Dạ, dạ không có gì. Tại vì em thấy ổng già, mà tội nghiệp, già cả, mà còn lại bị câm nữa. Chạy xe ngoài đường vậy không tốt, nên em tính giúp chú ấy đó mà. À, vậy thì hay quá. Anh cứ đi thẳng lại đó, rồi quẹo vô trong hẻm, à, hỏi người ta là người ta chỉ cho. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Ừ, không có gì. Dạ. Cô ơi, cô ơi. Gì đó? Kiếm ai? Vô luôn đi. Dạ. Cô ơi. Cô. Dạ. Anh thuê phòng hả? Ờ, dạ không. Em tìm gặp chú Câm á. À, chú Câm hả? Ông dọn đi rồi. Ủa, ông dọn đi đâu vậy chị? Chị đâu có biết, mà em là gì của ổng? Ờ, dạ, em là... em tính mua giấy số giúp ổng thôi à. Tội nghiệp, chẳng biết là ổng đi đâu nữa. Không biết gia đình ổng đâu mà để ổng sống một mình như vậy. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi em chào chị. Không có gì. Dạ. Cậu là ai mà đứng đó ngó tới ngó lui vậy? Cô nói sao? Đây là nhà cô hả? Ừ, chứ không lẽ nhà cậu. Cô nói gì? Đây là nhà của mẹ con mà. Ủa, mẹ cậu là ai? Dạ, mẹ con tên Diễm đó cô. Mẹ con mướn nhà ở đây mà. Giữa đầy ngàn tháng đồ, qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng là u, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận, sao kiếp người vương mơ. Lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu.